Chào các bạn, hôm nay Kaden Channel trở lại để chia sẻ với các bạn những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Là ngày 20 tháng 7 năm 2020. Sau đây xin mời các bạn cùng nghe chúng tôi chia sẻ nhé. Tin tức đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn ngày hôm nay đó là biểu tình đập phá lại tái diễn trong khu downtown Seattle. Sau thời gian ngắn yên tĩnh thì biểu tình đập phá lại tái diễn trong khu downtown Seattle vào chiều ngày hôm qua, ngày 19 tháng 7. Vào sáng hôm Chủ nhật thì một đám đông khoảng vài trăm người tập trung bên ngoài thánh xá Westlake Center trong khu downtown Seattle để biểu tình kêu gọi xóa sổ cơ quan cảnh sát di trú và thuế quan. Đám đông biểu tình sau đó lại bắt đầu tuần hành quanh các con đường trong khu phố và đã có xảy ra đụng độ với lực lượng cảnh sát tại West Precinct. Hình ảnh cho thấy có nhiều cửa tiệm trên đoạn đường nhóm biểu tình đi qua như Macy's và Victoria Coffee Roasters ở cạnh giao đường đại lộ số 3 và Pine Street bị đập phá và hôi của. Trong trận đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình bên ngoài trụ sở West Precinct thì cảnh sát đã bắt giữ hai người. Riêng về phía cảnh sát thì có hơn cả chục nhân viên đã bị thương tích. Một đoạn video của nữ ký giả Katie Davis Scott đưa lên trên trang mạng xã hội Twitter cho thấy một số thành viên của phong trào Antifa có trang bị súng ngồi trên các xe tải nhỏ chạy phía sau nhóm người biểu tình. Một đoạn khác thì lại có cảnh những người biểu tình che mặt đang đập cửa kính và xịt sơn bên ngoài cửa hàng của Amazon Go trong khu downtown. Không chỉ ở khu downtown Seattle, trụ sở cảnh sát East Precinct trên đồi Capitol Hill, nơi bị người biểu tình chiếm đóng trước đây, đã cũng bị liệng đá làm vỡ mấy cửa kính. Cuộc biểu tình vẫn còn tiếp diễn. Cơ quan giao thông thành phố ra thông báo kêu gọi dân chúng và xe cộ nên tạm tránh xa khu vực downtown Seattle và Capitol Hill. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì đã có một cuộc biểu tình trước nhà của một nghị viên không ủng hộ cắt giảm ngân sách cảnh sát ở Seattle. Một nghị viên hội đồng thành phố Seattle còn do dự trong việc cắt giảm ngân sách cảnh sát đã bị người biểu tình kéo đến trước nhà tuần hành phản đối. Vào tối thứ Năm 16 tháng 7 thì một nhóm người biểu tình đã tuần hành trước nhà của nghị viên Alex Perdition, đòi hỏi nghị viên này phải ủng hộ kế hoạch cắt giảm 50% ngân sách cảnh sát đang được hội đồng thành phố bàn thảo trong tuần qua. Quyết định cắt giảm 50% ngân sách của lực lượng cảnh sát Seattle đã được 7 người trong số 9 nghị viên của hội đồng thành phố ủng hộ. Hai nghị viên được coi là còn do dự, không tán thành, đó là Deborah Juarez và Alex Peterson. Vào tháng trước thì hàng trăm người cùng với sự tham dự của nghị viên Kasama Sawan cũng đã kéo đến trước nhà thị trưởng Seattle là Jenny Durkin yêu cầu cắt giảm ngân sách cảnh sát. Vụ biểu tình này đã làm cho bà Durkin la làng và cho rằng đây là một hành động liều lĩnh đặt gia đình bà vào tình trạng nguy hiểm khó lường. Bởi vì trước khi trở thành thị trưởng Seattle, bà Durkin đã từng là công tố liên bang. Và theo luật định, địa chỉ cư trú của các công tố liên bang cần phải giữ kín vì sợ các tay tội phạm trả thù. Trường hợp thị trưởng Durkin khiến chúng ta nhớ lại vụ Thomas Waller, một viên chức phụ tá công tố liên bang đã bị bắn chết vào trung tuần tháng 10 năm 2001. Ông Thomas Waller, 49 tuổi, đã bị bắn chết tại nhà trong khu Queen Anne cạnh phía bắc Seattle. Và mặc dù cơ quan điều tra FBI đã treo giải thưởng lên đến hơn cả triệu đô la, nhưng vụ án đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì một nhân viên bán tạp hóa ở SeaTac bị đâm trọng thương. Một nhân viên tiệm tạp hóa ở thị trấn SeaTac phải nhập viện trong tình trạng khẩn cấp sau khi bất thần bị khách đâm trọng thương và không rõ nguyên nhân. Theo tin từ Sở Cảnh sát ở SeaTac, thì sự việc xảy ra vào khoảng gần 1 giờ trưa ngày Chủ nhật 19 tháng 7 năm 2020 tại tiệm tạp hóa All Star Grocery and Video ở số 2825 trên đường South 200 Street,
cạnh trạm xe điện tốc hành Angle Lake Station. Một người đàn ông 34 tuổi mang một số hàng hóa đến quầy tính tiền, rồi bất ngờ móc dao đâm vào nhân viên thu ngân. Nạn nhân bỏ chạy đã bị hung thủ rượt theo, đâm tiếp. Khi cảnh sát đến nơi, còn kịp nhìn thấy nghi can chạy bộ tẩu thoát, liền đuổi theo bắt giữ. Danh tính của nghi can chưa được công bố, tuy vậy cảnh sát chỉ cho biết đương sự có lệnh truy nã từ cơ quan công lực vì liên quan đến một vụ án sát nhân ở tiểu bang Georgia. Nhân viên tiệm tạp hóa bị thương tích đã được chuyển lên bệnh viện Harborview ở Seattle để chữa trị vết thương, được đánh giá là không nguy hiểm đến tính mạng. Nội vụ đang được cảnh sát Seattle tiến hành điều tra. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì một người đã tông nát xe cảnh sát, đã không bị bắt, còn được cho tiền đi chợ và trả tiền nhà. Một phụ nữ ở Texas vừa ngạc nhiên lại vừa cảm động sau khi tông nát xe cảnh sát, nhưng không bị bắt mà còn được cho tiền đi chợ và trả tiền thuê nhà. Đài NCB5 cho hay hôm thứ Bảy, 18 tháng 7. Hôm thứ Ba tuần này thì cô Cambia Hart, người Mỹ gốc Phi, cư dân Garland, đang trên đường đi đón con và dự tính thế chấp giấy tờ xe để vay tiền thì tông vào xe tuần tra của cảnh sát viên James Brzezik. Cô ấy kể với tôi là cô ấy đang gặp ngày xui xẻo cho nên không để ý đường xá và không nhìn thấy tôi. Ông Brzezik nói trong đoạn video được sở cảnh sát Garland thực hiện. Rồi chồng cô ấy tới và cũng nói y chang như vậy. Chúng tôi đang gặp ngày xui xẻo, bị mất việc, chưa trả tiền nhà, đầu óc phải suy nghĩ đủ thứ chuyện. Không may, vụ tông xe hôm đó khiến xe của cô Hart lẫn xe cảnh sát đều bị nát bét. Tôi bắt đầu hoảng sợ vì không biết sẽ có chuyện gì, cô Hart kể. Tôi nghĩ chắc là phải đi tù. Tuy nhiên, ông Brzezik nói với cô, tai nạn lúc nào mà chẳng xảy ra và không viết giấy phạt. Không những vậy thì cảnh sát viên da trắng này cùng nhiều đồng nghiệp đã quyết định giúp đỡ tội phạm. Hôm thứ Năm thì họ góp tiền lại để tặng cho cô Hart tấm ngân phiếu giúp cô trả tiền thuê nhà tháng 7. Thẻ quà tặng là $450 của Walmart để đi chợ và vài món đồ chơi cho hai đứa con nhỏ của cô. Đồng nghiệp của tôi ở sở cảnh sát này thật là tuyệt vời. Họ sẵn lòng giúp đỡ, đúng tinh thần đồng đội. Ông Brzezik nói, tôi nghĩ đó là vì mấy đứa nhỏ. Tôi cũng có ba đứa con nhỏ. Giai đoạn này cực kỳ khó khăn. Nhiều người mất việc, tiền bạc eo hẹp. Rất may chúng tôi có chút đỉnh để tặng người dân Garland. Ông Brzezik nói, hôm đó có lẽ thần thánh phù hộ vì không ai bị thương. Còn cô Hart có lẽ không bao giờ quên lòng tốt của nạn nhân hoàn toàn xa lạ, mà lại là cảnh sát. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì lãi suất xuống thấp thì có thể làm hại người mua nhà trong tương lai. Lãi suất thế chấp thấp kỷ lục đã và đang là một ơn huệ cho những người mua nhà có ngân sách eo hẹp. Lãi suất thấp cũng hấp dẫn những người đã đứng ngoài lề để họ tham gia vào thị trường nhà đất. Tuy nhiên, làn sóng người mua tham gia thị trường đã làm cho sự thiếu hụt nhà vốn đã trầm trọng trở nên tệ hại hơn. Và ảnh hưởng của lãi suất thấp đó lên số nhà bán có thể sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng rất lâu trong tương lai. Những người mua nhà lần đầu với hàng ngũ đã gia tăng do họ rời khỏi thành phố để tìm kiếm thêm không gian ở những vùng ngoại ô. Hiện đang tranh giành một con số cực kỳ có giới hạn những căn nhà bán với giá mà họ có thể kham nổi vào giữa trận đại dịch và một cuộc suy thoái kinh tế. Khi nền kinh tế hồi phục và lãi suất tăng trong vài năm tới, nhiều chủ nhà đã mua hoặc là tái tài trợ những món thế chấp của họ trong năm nay. Có thể sẽ giữ bất động sản của họ lâu hơn và lại không ai muốn vay một món vay với lãi suất cao hơn để mua một căn nhà mới trong khi căn nhà hiện hữu cũng tạm được. Điều đó có thể làm hại những người mua nhà lần đầu trong những năm tới nếu không có đủ nhà dành cho những người khởi sự mua nhà. Nếu lãi suất tăng và bạn muốn đổi căn nhà hiện nay lấy một căn nhà lớn hơn thì không những bạn phải trả thêm tiền cho một căn nhà lớn hơn mà còn phải trả nhiều hơn để vay tiền. Điều đó bắt đầu làm cho việc đổi nhà ít hấp dẫn hơn, có thể có ít bất động sản được rao bán với giá ở mức khởi đầu. Điều đó tạo ra tình trạng khan hiếm nhà cho những người mua nhà lần đầu. Theo Freddie Mac, lãi suất trung bình chỉ lên tới 3.03%
kể từ ngày 9 tháng 7 đối với một món thế chấp có lãi suất cố định 30 năm. Lãi suất thế chấp có thể ảnh hưởng tới số nhà bán như thế nào? Thì các chủ nhà đã hưởng lãi suất cố định thấp, ít có triển vọng sẽ đưa căn nhà của họ lên thị trường nhà bán, theo nhà kinh tế Andy Walden của Black Knight. Các chủ nhà đang cân nhắc về việc cải tiến căn nhà hiện hữu của họ hoặc đổi lấy một căn nhà mới tốt hơn cũng có thể sẽ xét lại việc bán căn nhà hiện hữu của họ. Có thể là họ sẽ vay tiền để tân trang căn nhà hiện hữu thay vì để mua nhà mới. Điều này thì có thể gây khó khăn cho những người mua ngày nay cũng như là những người mua trong tương lai. Dù trước khi lãi suất xuống tới những mức thấp mới, Hoa Kỳ đã điêu đứng vì tình trạng khan hiếm nhà, một thập niên xây dựng không đủ và một sự gia tăng những người mua thuộc thế hệ trẻ đã lớn tuổi, trong khi thị trường đã đưa tới một thị trường khó khăn cho những người mua lần đầu. Rồi xảy ra trận đại dịch, nhiều chủ nhà không yên tâm khi cho phép người lạ vào nhà của họ trong một cuộc khủng hoảng y tế công cộng. Do đó họ hoãn việc quảng cáo bán nhà hoặc là rút những tấm bảng nhà bán khỏi sân trước của họ. Kết quả là số nhà bán giảm 32% so với năm ngoái trong tuần lễ chấm dứt vào ngày 11 tháng 7, theo các dữ kiện của Realtor.com. Trước trận đại dịch thì quả thật chúng ta đã thấy chiều hướng di động của các chủ nhà thấp hơn so với một vài năm trước. Chúng ta cũng đã thấy một sự gia tăng trong việc chi tiêu để cải thiện nhà. Lãi suất thấp có thể đóng một vai trò trong việc chủ nhà giữ căn nhà của họ lâu hơn. Nhưng những người mua tương lai không nên hoảng sợ. Điều này không có nghĩa là các gia đình đang dự tính vài năm nữa sẽ mua chỗ ở đầu tiên của họ nên lo ngại từ bây giờ. Giờ giới xây dựng có thể khởi sự xây thêm những căn nhà khởi đầu để đáp ứng nhu cầu, và sẽ luôn luôn có các chủ nhà cần di chuyển, hoặc vì họ thay đổi chỗ làm, hoặc vì muốn ở gần gia đình, hoặc là họ muốn giảm cỡ nhà hay cần thêm diện tích để thích ứng với một gia đình đang phát triển. Thì người ta sẽ luôn luôn di chuyển, nhưng ít hơn so với trường hợp họ được khích lệ về tài chính. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì Hải quân Mỹ đã đưa chuyên gia y tế tới trợ giúp cho Texas để đối phó với dịch viêm phổi Vũ Hán. Thống đốc tiểu bang Texas là ông Greg Abbott hôm Chủ nhật 19 tháng 7 đã loan báo rằng Hải quân Mỹ đã được huy động để góp phần giúp tiểu bang này đối đầu với dịch viêm phổi Vũ Hán sau khi số trường hợp mới nhiễm bệnh đã lên cao hơn 10.000 trong 5 ngày liền. Theo bản tin của hãng thông tấn UPI, thì ông Abbott nói là Bộ Quốc phòng Mỹ đã gửi 5 toán y tế hải quân gồm các chuyên gia y tế đủ mọi lĩnh vực đến để mà hỗ trợ cho các bệnh viện ở Harlingen, Del Rio, Eagle Pass và Rio Grande City. Sự hỗ trợ từ các đối tác liên bang cho chúng tôi là điều vô cùng quan trọng để giảm bớt sự lây lan của đại dịch trong các cộng đồng của chúng tôi khắp tiểu bang Texas, theo lời ông Abbott. Thống đốc Abbott cũng cho biết thêm là ông rất cảm ơn sự hợp tác giữa Texas với Bộ Quốc phòng và Hải quân Mỹ, sẽ huy động tất cả những gì đang có để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giúp mọi người dân Texas được an toàn. Tiểu bang Texas hôm Chủ nhật báo cáo là có 8.709 ca bệnh mới sau khi đã báo cáo hơn 10.000 trường hợp bệnh trong 5 ngày liên tiếp. Tổng số người nhiễm bệnh ở Texas nay lên tới 339,210, đứng hàng thứ tư ở Mỹ. Số người thiệt mạng vì virus Vũ Hán ở Texas nay cũng lên tới con số 4.063, đứng hàng thứ 10 ở Mỹ. Nước Mỹ nay đang đứng đầu thế giới với 3.898.350 ca bệnh. Tính đến ngày Chủ nhật, 143.289 người đã thiệt mạng, theo các con số của Johns Hopkins University. Florida là nơi đang trở thành một trung tâm đại dịch virus Vũ Hán. Hôm Chủ nhật, báo cáo có 12.478 trường hợp bệnh mới. Ngày thứ năm liên tiếp có hơn 10.000 mắc bệnh, với thêm 89 người chết, gồm cả 2 người đến từ bên ngoài tiểu bang. Florida hiện là nơi có số ca bệnh cao hàng thứ 3 ở Mỹ, với 350.047 ca bệnh và 4.985 người thiệt mạng, đứng hàng thứ 8 ở Mỹ. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì ông Mike Pence, ông nói là bầu cử vào năm 2020 thì là sự lựa chọn giữa Tổng thống Trump lãnh đạo hay là con rối của cánh tả Biden. Phó Tổng thống Mỹ là Mike Pence nói với Breitbart trong một cuộc phỏng vấn vào hôm thứ Năm rằng rủi ro với quốc gia chưa bao giờ lớn hơn cuộc bầu cử năm 2020 trong lựa chọn giữa sự lãnh đạo
trong Donald Trump hay phe cực tả trong Joe Biden. Tôi nghĩ rằng ván bài chưa bao giờ lớn hơn thế này và lựa chọn chưa bao giờ rõ ràng hơn, ông Pence nói trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Breitbart. Chọn Donald Trump thì bạn có một tổng thống thực hiện mọi điều ông đã hứa với người dân Mỹ. Chỉnh đốn lại quân đội, hồi sinh nền kinh tế, đưa ứng viên phe bảo thủ vào các cấp tòa án, đưa đất nước vượt qua được thử thách lớn nhất về y tế trong 100 năm qua. Chọn Joe Biden thì bạn có một tổng thống bị điều khiển bởi các thế lực cấp tiến cánh tả, kêu gọi đóng thuế nhiều hơn, nhiều luật lệ hơn, ủng hộ những chính sách cho phép luật pháp chà đạp lên các quyền và giá trị của tu chánh án. Thứ hai, hôm qua, Tòa án tối cao đã ra phán quyết về tổ chức từ thiện tôn giáo Little Sisters of the Poor, cuối cùng đã sửa lại những sai lầm trước đây. Chính quyền của Tổng thống Obama chà đạp lên tự do tôn giáo. Tổng thống Trump đã sử dụng quyền hành pháp để bảo vệ tự do tôn giáo và Tòa án tối cao trong cả hai phán quyết xác nhận lại cam kết mạnh mẽ với các lý tưởng cao nhất của chúng tôi. Phó Tổng thống Pence thận trọng rằng lá phiếu của cử tri Mỹ trong tháng 11 sắp tới rõ ràng là sự lựa chọn giữa một người lãnh đạo và xu hướng tả khuynh. Tôi nghĩ như vậy, đó thực sự là một lựa chọn giữa một nhà lãnh đạo và phe cánh tả. Trong Tổng thống Donald Trump thì bạn sẽ có một nhà lãnh đạo mà đã luôn thúc đẩy một sách lược gây dựng nước Mỹ hùng mạnh hơn bao giờ hết. Một người luôn sẵn sàng bảo vệ nước Mỹ từ bên trong và bên ngoài, sẵn sàng đứng về lực lượng lập pháp không hối lỗi, đã cởi trói cho nền kinh tế bằng việc giảm các loại thuế và quy định, giải phóng ngành năng lượng Mỹ và đạt được thương mại tự do và công bằng. Ông đứng lên bảo vệ các giá trị và lý tưởng được chiếu sáng trong tuyên ngôn nhân quyền của chúng ta và quyền được sống của con người. Ngược lại, trong Joe Biden, bạn có một người đã từng cầm quyền trong một giai đoạn quân đội bị cắt giảm. Ông ta đã phản đối cuộc tấn công quân sự chống lại Osama Bin Laden, thực sự ủng hộ tăng thuế, thúc đẩy các chính sách của Green New Deal và ngăn chặn sự phục hồi mạnh mẽ của ngành năng lượng Mỹ và muốn phụ đưa chúng ta quay trở lại thời kỳ đầu hàng nền kinh tế trước Trung Quốc cũng như các quốc gia khác. Biểu tượng của những điều chính quyền vừa rồi làm. Pence cũng lưu ý rằng các cuộc tranh luận hiện nay liên quan đến cảnh sát tại Hoa Kỳ, nơi mà Đảng Dân Chủ thì tìm cách cắt giảm ngân sách của cảnh sát. Còn ông Trump và phe Cộng Hòa thì bảo vệ lực lượng thực thi pháp luật. Đây là một ví dụ rõ ràng phơi bày rõ sự tương phản giữa một bên là khả năng lãnh đạo của Trump và một bên là sự phục tùng của Biden với phe cánh tả. Cuộc phỏng vấn thực hiện chỉ vài giờ trước khi ông xuất hiện tại sự kiện ủng hộ cảnh sát Black the Blue, ủng hộ màu xanh, màu áo cảnh sát của hội phụ huynh, của hội huynh đệ cảnh sát ở Philadelphia. Tôi cũng nghĩ rằng việc lựa chọn này là biểu tượng nếu ta để ý đến các biện pháp bảo vệ luật pháp và trật tự của Tổng thống, cũng như việc ông ủng hộ cơ quan thực thi pháp luật. Ông Pence nói, ở Joe Biden, một người mà hôm qua đã sử dụng từ kẻ thù để mô tả lực lượng chấp pháp và nói là ông sẵn sàng cắt giảm ngân sách cho cảnh sát. Chúng ta sẽ không cắt ngân sách cảnh sát mà sẽ sát cánh với họ và sẽ đầu tư ngân sách tốt hơn để giữ an toàn cho đất nước. Đó là những gì mà người dân Mỹ muốn. Cốt lõi của tất cả các vấn đề, theo tôi, đó là việc bạn chọn giữa một vị lãnh đạo hay phe cực cánh tả. Và đó là lý do tại sao tôi tự tin rằng người dân Mỹ sẽ chọn người có khả năng lãnh đạo nước Mỹ và 4 năm nữa của Tổng thống Donald Trump. Phó Tổng thống cũng khẳng định rằng điều duy nhất chặn nước Mỹ khỏi các chính sách cực đoan cánh tả của Đảng Dân Chủ là nhiệm kỳ tiếp theo của Tổng thống Trump. Đầu tuần trước cuộc phỏng vấn này, Biden đã đưa ra một kế hoạch đoàn kết với nhà xã hội chủ nghĩa Bernie Sanders khi mà Biden thực sự đã đưa y nguyên một số đoạn trong sách lược xã hội chủ nghĩa của Sanders và dùng chúng như chính sách của ông ta. Khi được hỏi liệu việc này có chứng minh các thế lực cánh tả cực đoan đang điều khiển Biden không,
Pence cho hay đây là bằng chứng rằng Biden không phải là một người trung lập như đã tuyên bố, mà cũng bị tá hỏa cực đoan giống như những người theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa đang nổi lên trong đảng Dân Chủ. Hãy xem cái gọi là nền tảng đoàn kết, nó trông giống như Joe Biden đã hoàn toàn thống nhất với phe tả tại Mỹ. Pence nói, người dân Mỹ sẽ thấy rất rõ ràng, bạn hãy nhìn vào một loạt các chính sách mà ông ta đã từ bỏ lập trường trong quá khứ. Nó cho ta thấy cuộc bầu cử này không chỉ đơn giản là chọn lựa Trump hay Joe Biden. Nó thực sự là lựa chọn giữa một đường lối khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại lần nữa, xây dựng nền tảng giúp nước Mỹ vượt qua giai đoạn thách thức nhất mà tôi từng thấy, hay chọn một con đường biến Mỹ trở thành giống nhà nước phúc lợi ở châu Âu, từ bỏ lý tưởng, lịch sử, giá trị của nước Mỹ. Về việc Sanders nhiệt liệt ca ngợi Biden và cho rằng Biden sẽ là tổng thống cánh tả tiến bộ nhất kể từ Franklin Delano Roosevelt, thậm chí còn tả khuynh hơn cả Barack Obama, ông Pence nhấn mạnh rằng khi bạn có một ứng viên tổng thống rất đam mê xây dựng chủ nghĩa xã hội, mà có nhiều người ủng hộ nồng nhiệt để nghiền nát nền kinh tế này với nhiều loại thuế và quy định hơn nữa, tôi nghĩ rằng đây là một quốc gia yêu tự do và người dân Mỹ sẽ chọn tự do vào ngày 3 tháng 11 khi họ bỏ phiếu để tái đắc cử Tổng thống Donald Trump. Và đó là những tin tức mới nhất của ngày hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe Cadence Channel từ đầu cho đến cuối. Mọi ý kiến và đóng góp mong quý vị comment ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.